Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Phương Cũng Ngọt. Thì các bạn ạ, hôm nay là ngày 28 Tết rồi. Mà ở chỗ quê tôi ấy, thì là không khí Tết nó tràn ngập hết rồi các bạn. Thì là bây giờ đang là lúc tầm 8 giờ tối ấy, thì là thằng cháu Cường tôi nó mới mang mấy cái quả pháo điện này vào các bạn. Thì nó bảo là chú Ngọt này, chú nhà cháu có mấy cái quả pháo này, bây giờ chú thử nghịch cái pháo này đi. Thì là tôi mới chợt ra một nghĩ ra một ý tưởng. Nếu như quả pháo điện này mà để ở dưới đất thì nó không bay, nó không phụt được lên trời. Đó, thì bây giờ hôm nay tôi mới nghĩ ra ý tưởng là sẽ gắn những cái quả pháo điện này vào flycam. Gắn vào xong rồi châm cái quả pháo điện này cho nó cháy và cho flycam bay lên trời. Không biết là hiệu ứng nó như nào, Cường có đẹp không? Tôi nghĩ đoán rằng chắc đẹp các bạn. Thì cái quả pháo điện này như các bạn biết, cái quả pháo này là được sử dụng nhé các bạn nhá. Được phép sử dụng trong ngày cưới hoặc hội nghị, bữa tiệc tất liêng và sinh nhật nhé các bạn nhá. Các bạn nên nhớ là cái quả này được sử dụng chứ không phải là không sử dụng nhá. Không nhiều bạn lại comment bảo là anh đốt pháo thì bị công an người ta. Thì trước khi vào video, tôi xin được giới thiệu các bạn một cái app chơi game và có thể kiếm tiền được. App này có tên là Kwin. App này hỗ trợ cho điện thoại iOS cũng như là Android. Và app này có rất nhiều loại game hay như là game hot, game bài, bắn cá, lổ hũ. Sau khi tải và cài đặt thì chúng ta hãy tiến hành đăng ký tài khoản. Thì app này hỗ trợ đăng ký tài khoản bằng Facebook cũng như là số điện thoại. Và chúng ta hãy liên kết với số điện thoại để nhận 6.868 đồng. Và chúng ta cũng có thể kiếm tiền bằng cách là chia sẻ lên Facebook để nhận 3.000 đồng với ngoài. Và để có thể chơi và kiếm tiền được thì chúng ta hãy tiến hành nạp tiền. App này hỗ trợ những hình thức nạp tiền như là nạp siêu tốc, nạp qua hình thức thẻ cào, MomoPay, ViettelPay. Và để có thể rút được tiền thì chúng ta sẽ tiến hành liên kết tài khoản ngân hàng và chúng ta sẽ vào thêm tài khoản, nhập số tài khoản, tên tài khoản và nhấn liên kết. Sau khi liên kết thành công thì chúng ta chỉ việc nhập số tiền cần rút và nhấn rút tiền. Như vậy đây là một cái app có rất nhiều loại game hay và có thể kiếm tiền được. Và chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng app Kwin. Cái quả pháo này nó chỉ có hiệu ứng ánh sáng, nó không nổ được nhá. Thì bây giờ tôi sẽ thử cho các bạn xem quả pháo điện nó đẹp như nào nhé các bạn nhá. Bây giờ sẽ thử nhá. Thì cái quả pháo điện này cách chơi cũng rất đơn giản các bạn. Chúng ta chỉ cần dùng một quả pin thôi và chúng ta kích đó, chập vào hai đầu này là nó tự nó phụt phát sáng lên các bạn. Đó, bây giờ tôi sẽ châm lên các bạn nhá. Quả này có lỗ không? Đấy chưa bạn? Happy New Year. Lâu phết, quả này lâu phết nhỉ các bạn nhỉ? Đấy. Thì cái quả này nó cháy nó khoảng được tầm 30 giây. Đấy, thì nó chỉ có hiệu ứng về ánh sáng thôi. Thì hôm nay tôi sẽ lắp những cái quả pháo điện này vào flycam các bạn để xem hiệu ứng nó bay lên nó có đẹp không nhá các bạn nhá. Mà chả biết là nó có flycam nó có chở được đi không các bạn. Bởi vì thì bây giờ tôi sẽ phải thiết kế để nó đi được nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải buộc con flycam lại các bạn, chứ không lúc bay lên chẳng may nó rơi xuống thì bây giờ tôi dùng dây thép nhé các bạn nhé. Sợ lúc nó bay lên nó liệng cái cửa. Quả chú có sợ cho đây hỏng không? Không hỏng là được. Dây này nó phải dài khoảng tầm 1 mét các bạn nhé. Đó. Tiếp theo bây giờ tôi sẽ buộc vào cái quả pháo điện này các bạn ơi. Thì pháo điện này tôi sẽ cho nó phụt xuống dưới nhé các bạn nhé. Đó. Thì mình sẽ treo theo hướng này. Thì đây là cái đầu của pháo điện, khi mà lúc mà mình đốt thì nó châm nó phụt về đằng phía trước này. Đó, thì bây giờ tôi sẽ buộc quả pháo điện và treo theo hướng này nhé các bạn nhé. Ok nhé các bạn nhá. Rồi. Giờ bây giờ tôi ra tôi test thử này. Rồi các bạn ơi, như vậy là tất cả đã sẵn sàng nhá. Hy vọng là nó bay lên nó sẽ bay được các bạn. Tôi sẽ bắt đầu khởi động một flash. Đó. Như vậy là flycam đã bay rồi các bạn nhá. Thì khả năng tôi sẽ châm ở dưới trước nhé các bạn nhá. Cũng đẹp phết đấy các bạn ạ. Nó cũng rất là đẹp nhưng mà mỗi tội là cái quả pháo này nó hơi bị nhanh các bạn. Cái này quả này khả năng thì chắc chỉ được tầm mười mấy giây, không được 30 giây các bạn.
chưa kịp bay đi hoặc bay ngang, bay trái, bay phải. Thì tôi nhìn ở ngoài thì cũng rất là đẹp nhá. Quan trọng là các bạn khi nhìn qua màn ảnh không biết là như thế nào. Thì bây giờ tôi sẽ lắp tiếp quả khác vào nhé các bạn nhá. Khả năng cái quả này nó người ta dồn hơi ít thuốc các bạn nhá. Bây giờ đã được một quả rồi. Tiếp tục tôi thử sang cái quả khác nhá. Hy vọng là quả này nó sẽ được lâu hơn nhá. Lâu hơn thì nó có thời gian để mình bay, mình lượn, nó mới hay, nó mới đẹp các bạn. Mỗi tội là cái những cái quả pháo này nó nặng lắm các bạn. Kiểu như là người ta phải thiết kế nó bằng gỗ ấy, bằng giấy nhiều ấy, để cho nó khi nó lóng lên thì nó đỡ bị lóng chảy ra. Đó, thì bây giờ tôi sẽ đến cái quả hai này nhá. Quả thứ hai hy vọng là nó sẽ được lâu các bạn. Quả thứ hai, quả sau thì tôi sẽ gắn luôn vào cái đít của con flycam này. À nhưng mà không được, thế thì nó lại chém vào cái này, khả năng đứt flycam mất. Dán đây không được. Thôi, cứ buộc cái này nó an toàn các bạn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ bay cái quả thứ hai này nhá. Tiếp tục là quả thứ hai nhá. Hy vọng quả thứ hai sẽ đẹp hơn. Khả năng lần này tôi sẽ bay flycam lên trước các bạn. Đẹp thì đẹp thật nhưng mà hơi nhanh các bạn. Nhanh quá. Bây giờ tôi sẽ thử bay một phát, bay nó lên cao luôn nhé các bạn nhá. Khả năng là ở những nơi xa người ta vẫn nhìn thấy đấy các bạn. Nhanh quá các bạn. Hay là mình đặt cái này kiểu bay nên nó lắc lư nhiều, nên nó đứng ít nhỉ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với quả tiếp theo nhá. Thực sự là gắn những cái quả pháo điện này, flycam này cũng rất là đẹp. Nhưng mà bây giờ mà tôi nghĩ là nếu mà bay cao lên thì nó nhìn nó sẽ không đẹp đâu. Bởi vì khi bay cao quá thì máy quay nó không quay được. Nó sẽ mờ. Nó chỉ như là một cái đốm sáng thôi. Khả năng thì tôi cũng bay biểu diễn ở xung quanh đây thôi. Cho nó đẹp thôi chứ bay cao thật sự là tôi nghĩ là sẽ không đẹp. Đấy. Thôi tiếp tục cái quả thứ... Đây là quả thứ mấy rồi nhỉ? Quả thứ 3 đúng không? Quả thứ 3 nhá. Quả này bây giờ sẽ làm thế nào để cho nó đẹp nhỉ? Đó. Và tôi sẽ kích lỗ nhá. Nhanh quá các bạn. Sao nó đốt ở dưới còn lâu thế mà lên cho lên máy bay nó lại nhanh thế nhỉ? Bây giờ thế này nhá các bạn ơi, giờ tôi sẽ buộc quả pháo điện vào đít con flycam này các bạn ơi. Buộc thẳng vào đây luôn. Nhưng mà sợ không biết là nóng nó có chảy flycam hay không. Các bạn ơi, sau một lúc chơi tôi mới biết tại sao cái quả pháo này nó lại nhanh hết như vậy. Bởi vì là cái quả pháo này nó sẽ thiết kế theo hướng phụt lên trên các bạn ơi. Nhưng mà khi mình buộc vào flycam thì nó dốc ngược xuống này, khi nó cháy thì là cái thuốc ở trong lòng quả pháo này nó chảy hết xuống thì nó sẽ rất là nhanh. Bây giờ thì tôi sẽ lắp cái quả pháo này ngược lên trên như này nhé các bạn nhá. Đúng dáng như này. Đó, và bay lên thì tôi nghĩ nó sẽ được lâu hơn. Đó, bay đi đâu cũng được.
À, ok nhá các bạn nhá. Vài lần chơi không thành công thì bây giờ tôi mới nghĩ ra cái phương pháp như này các bạn nhá. Gắn cái quả pháo điện lên hẳn lóc con live flycam như này thì may ra nó cháy mi lâu các bạn. Bây giờ mỗi tội là đốt nó hơi khó các bạn ơi. Châm xong bắt đầu mới bay lên được các bạn. Đó, thì bây giờ tôi sẽ thử nhá các bạn nhá. Lần này hy vọng là nó sẽ đẹp nhá các bạn nhá. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng rồi. À. Ui. Hy vọng là sẽ đẹp rồi. Tôi vào châm rồi. Thì sợ cái châm này nó chọc vào mặt nó cháy mặt đấy. Không hiểu tại sao lại như thế nhỉ? Hay là khi mình bay lên là nó kiểu như là gió nó mạnh ấy, nó tạt hết thuốc đi. Làm kiểu gì nó cũng chỉ được vài giây ấy. Không hiểu kiểu gì đấy gọi này. Thiết kế đẹp như thế này. Chán thật. Bụi hết flycam tôi sợ còn. Thuốc nó có dính hết vào ấy. Giờ bắt đầu đi tháo ra nhá. Thì video ngày hôm nay là thử gắn pháo điện lên flycam. Nhưng mà thực sự là bay nó cũng rất là đẹp. Nhưng mỗi tội là nó thời gian nó cháy sáng ấy, nó rất được ít. Nên nó không gọi là, với tôi thì thực sự như thế là không đạt các bạn. Thì lần sau mà có các bạn có ý tưởng gì với con flycam này thì các bạn hãy comment ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé. Và nếu các bạn cảm thấy video này hay thì hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ. Và đặc biệt hãy comment tất cả ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Xin chào.